Vâng, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào của cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hiện giờ Châu Phú đang ở nhà của em Hải, 13 tuổi vì không có đi học, mà không hồi nhỏ tới lớn là không có ăn cơm quý vị. Coi đó là một cái điều đặc biệt. Nhưng mà em có thể là đọc chữ quý vị, và đọc giáo lý Đức Thầy rất là hay, và làm toán viết chữ luôn quý vị. Thì sau đây thì có cái điều gì đặc biệt thì mong quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú để nhờ em chia sẻ nha quý vị. Chào con. Dạ chào. Mới phần 2 nha. Dạ, phần 2 mới chịu ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô. Giỏi con. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu đến đây thì nhờ cháu chia sẻ phần 1 rồi cháu nhắc lại phần 2 quý vị. Phần 2. Con ơi, con cho chú hỏi là con hồi bé tới bây giờ là tại sao mà con không ăn cơm vậy? Hãy đút cơm vô là ấu, hãy đút cơm vô ấu. Vậy hả? Vậy con ăn cái gì mà chú thấy con cũng phì nhiêu vậy? Cơm, ổ bánh mì, hủ tiếu, phở. Vậy ha? Bánh, cháo, mì. Vậy ha, chứ không ăn cơm được. Dạ. Không ăn cơm được. Dạ, yeah, rồi hiện giờ là con viết chữ rồi này kia được hết trơn hả? Được. Có không đâu, cho chú coi thử coi. Cái chữ Phật giáo Hòa Hảo đó là con viết đó hả? Vào chữ đó xấu nhưng mà thấy cũng được. Vẽ bông sen. Dạ. Vẽ bông sen xấu quắc lắm. Đâu bông sen không vẽ đâu. Không có. Cái bông sen trên đó đó là cháu vẽ đó ha, ngay chân chỗ vẽ miếng đó, giấy cắt tròn tròn vuông đó. Vậy ha. Thì chú được biết là con có một cái biệt tài, con không biết chữ mà hiện giờ là con vẽ, con làm toán, con đọc được hết trơn. Dạ, thì chú cũng nhờ con đọc thêm vài đoạn giảng nữa cho gửi đến quý vị và các bạn nha con. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo kính mến. Và hôm nay cũng là nhờ chú Châu Phú đã đến đây nhờ quay cho con được nói tiếng. Và con xin lập nhắc lại là Châu Ngọc là Đức Thầy viết là khuyên người dòng phước thiện. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 25 tháng 2 năm Canh Thìn. Xin đọc nội dung. Đức Thầy viết bài này để kích thích lòng bác ái của những bà giàu có ở xứ xa đến với Ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Mắt nhìn kỹ mạo vừa qua, gắm trong thiên hạ nhiều nhà thiếu cơm, ruộng đồng chẳng có rạ rơm, trâu bò ngóng cổ nhà nông heo lòng. Canh Thìn bước tới thiệt rồng, trông cho một khát ruộng đồng ra sao. Nhà nghèo giá tờ như bào, giờ đào con yếu phương nào cho ăn. Cá kêu cùng khắp xóm làng, mấy ông điện chủ cứu nàng mới qua. Làng gần chỉ những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng ruột là với nhau. Ngày nay to phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào. Một khi cầu cô chú bác cùng gì, khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước đó lòng hiền nhân.
Nào đây thân khó chẳng sân, tỏ lời khuyến khích vợ đàn ba nha. Ông nào lòng dạ hãy hà, đồng tình ta cái ra mà làm đi. Giúp người đôi khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Bà nào quá bỏ hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng. Cơn này bố thí cho xong, để khi nhắm mắt bên chồng dành chia. Ông ban cá chợ sẫm, tìm giặc thanh màu hà hàng, thanh màu nhờ dân ruộng giường. Ngày nay thất bát khá thương, tiền nông chẳng có cơm lường cho qua. Mắt nhìn lòng ưa ruột rà, cá kêu bốn đào ai là thiệt tông. Muốn cho răng đặng quá cầu, xả thân làm phước diêm phù vượt qua. Giờ bo đến lúc phong ba, gặp cơn bác loạn khó mà yên thân. Phong trần ai cũng phong trần, được sang nhờ cố người bằng góp thâu. Thấy đời lao lý mà rầu, giúp cho chung lo ngó hầu làm ơn. Xin quên mấy lúc dần hờn, ra tài tế đồ nghe đàn Tây Quyên. Xây dựng trời đất tí thì, hết cần bi cực tới kỳ thời lai. Cầu kim hiếm lúc nạn tai, hừng dòng suy thành bằng nay lẽ thường. Lớn rồng nạn hết phải dưng, muốn qua chuồng khổ tìm đường bồng lai. Ngày kia đẹp tớ rất hài, về nơi tiên cảnh ngàn ngày đẹp tươi. Giàu sang nghèo khó cùng người, nên ta thương hết dầu cười hay khen. Lòng nhân sinh khá tập làng, thập sục dương khai sách đèn ai ương. Thanh hiện rơi tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện người ơi kính thờ. Chết rồi bỏ của bơ vơ, chi bằng làm phải chuyện thơ ghi đời. Xác phạm có mấy lâm hơi, hỏi dài có một mà lời đôi ban. Của dư cho mượn mới là hảo tâm bố thí, ngọc bà được lên. Chê nghèo giàu nọ đâu bền, chỉ bạc bố đức lập nền từ bi. Con hiền sớm khá hồi quy, nghe lời thầy dạy kịp thì bớt
dân rồng nghèo thơ dòm xem kẻ khó tao tân trọng tâm sáng sớm dắt lần giới nghèo thời dùng đỡ gan cháo rau chớ được gian sáu ngày sau thanh nhàn tân cùng cũng sớm liệu tôn giữ tâm ngày tháo sớm làng mến yêu màu khang thần tình cần kêu khỏi cơn hoạn nạn làm kèo được lớn ít ai giữ đặng chí bền tu theo nước lớn lòng bèn tha trôi tới xa mà tới mấy hồi đất còn lỡ thét phải bồi tự nhiên thảm thương cho kẻ tá đèn gặp cơn lúa ngập của tiền rau phai nó chèo rồi lại đói mai và bằng chi đoạn đắng cay nhiều bề lo tròn cha mẹ như thế nhằm năm lưng túc nào nề tâm trung khá thương những kẻ bằng cùng tâm là vừa cố hay dùng vào đây xót xót nhà sao mổ giết nồi ông chồng quần áo rách lôi thôi bầy con ngát đôi xôi bữa lộ giò nhỏ danh nhau lẫn chỗ ngồi cua đũa mèo mong ngờ chú thao muốn rơi cho dện tưởng cho mồi làm than đối khó gì tay ách hỏi kẻ sang vào cứu nạn trôi nạn trôi lúa ngập đối còn xa điền chủ mau mau nghĩ trận mà tới độ dân nghèo trong lúc túng giúp giùm kẻ rối buổi vừa qua có ăn dư quề nhờ thân nó nghèo khổ bằng phu thảm dự a nếu đã xả thân tầm đạo đức mở lòng bố thì ngộ thần ca tỏ lời nhắn nhủ khắp đâu đâu dạng giặc từ nay luôn thầm sầu áo não thương đời đã đói khổ ô buồn tâm họ dạ dài câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật, hay quá con trai ơi, quá giỏi rồi. Dạ, thì kính thưa quý vị thì thật sự đưa cho Châu Phú cuốn sấm giảng cho Phú đọc không được quý vị. Kêu ca cổ, ca nhạc thì ca được khúc khúc. Rồi, thưa bái phục con, thì qua đây chú cũng cảm ơn con, chúc con có nhiều sức khỏe nha. Tinh tấn trên con đường đạo đức, học giáo lý đức thầy nhiều hơn nữa để có thể chia sẻ đến quý bà con nha con. Rồi. Rồi, chào con. Vâng, kính thưa quý vị thì qua đây Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Không quên chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé.